các bạn, nhưng mà các bạn đã quay trở lại với Rai Life Fitness rồi. Bữa sáng nè, cơm nè, đây là bữa sáng tôi chỉ các bạn cách bữa sáng mà giảm cân nhưng mà tăng cường sức khỏe với cơm nè, trứng gà nè, đó, và bơ nè. Tuy nhiên á, cái lượng ăn khác nhau nha. Ví dụ như tôi á, tôi nặng 85 kg, tôi tập nhiều thì tôi ăn 3 quả trứng, một chén tới 2 chén rưỡi tới 2 chén cơm. Còn bạn á, bạn giả dụ như bạn nặng 60 kg, bạn đang muốn giảm cân á, thì bạn ăn ít lại. Và đây là bơ, 100g bơ nó rơi vào khoảng tầm 140 đến 160 calo, nhưng nó rất tốt cho sức khỏe của bạn. Bơ nha, nó có rất là nhiều calo, nó chiếm đến 14% calo cung cấp cần thiết cho cơ thể của bạn, nghĩa là một trên mỗi 100g bơ nó nhiều hơn cả chuối. Mà calo nó cung cấp chất điện giải cho cơ thể, nó làm cho cơ thể tỉnh táo. Bạn phải hiểu một điều là khi mà bạn muốn tập luyện để giảm cân giảm mỡ, hay là bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp, bơ là siêu thực phẩm mà, bạn muốn suy nghĩ nhanh thì bạn phải có cái dòng điện giải trong cơ thể để truyền tín hiệu đi khắp cơ thể, và bơ nó giúp bạn cung cấp chất điện giải kali để làm việc đó rất hiệu quả. Sáng mà các bạn ăn trứng nè, cơm, một ít cơm với bơ, tất nhiên là ăn ít thôi, ít cơm thôi nha, nếu mà với bạn nào mà đang còn giảm cân. Còn nếu mà bạn muốn có cái chi tiết dinh dưỡng hơn thì cứ inbox fanpage đăng ký khóa học online của Rai Long Fitness để có cái chỉ số chi tiết với cái sức bạn tập và mục tiêu bạn tập. Tuy nhiên hãy nhớ một điều là bơ là cái chất béo không bão hòa rất lành mạnh, là những cái chất béo dễ dàng chuyển hóa. Nó khác với chất béo bão hòa đến từ thịt mỡ, từ gan và nội tạng động vật. Những cái chất béo đó nó tích tụ và dễ tạo thành mỡ nội tạng trên cơ thể của bạn. Trong 100g bơ nó có cỡ 7g chất xơ hòa tan, nó chiếm cỡ 25%. Những cái chất xơ này nó rất quan trọng để tạo vi khuẩn có lợi cho đường ruột của bạn. Và các bạn nên biết một điều là nếu mà cơ thể của bạn có nhiều cái vi khuẩn đường ruột có lợi, nó giúp hệ tiêu hóa của bạn tốt hơn, giúp đồ ăn của bạn được chuyển hóa hiệu quả hơn. Và như vậy thì nó giúp tăng cường cái khả năng trao đổi chất và giúp bạn giảm cân tốt hơn. Bạn nên biết một điều là trong 100g bơ nó sẽ cung cấp cho bạn khoảng 118 microgram folate nha. Cái này nó rất là quan trọng, nó giúp cho chị em phụ nữ giảm căng thẳng, giảm trầm cảm, giảm stress. Mà các bạn nên biết một điều là ăn bơ nó giúp chị em phụ nữ cải thiện tâm trạng. Mà khi mà cải thiện tâm trạng, giảm stress, bạn sẽ dễ dàng giảm cân. Bởi vì đa phần chị em rất dễ bị âu lo, rất dễ bị căng thẳng, stress khi mà bước lên bàn cân, mà tăng ký cũng như lo lắng những cái vấn đề khác về gia đình, cuộc sống. Và folate chỉ còn 118 microgram trong mỗi 100g bơ bạn ăn vô mỗi ngày, nó sẽ giúp bạn giảm cái vấn đề trầm cảm và căng thẳng stress đó, cực kỳ tốt cho chị em phụ nữ luôn nha. Và tóm gọn lại, cái bữa sáng lành mạnh tôi chỉ cho bạn, giả dụ như bạn còn năng lượng, bạn ăn nên ăn khoảng tầm nửa chén cơm. Tất nhiên là tùy cái trọng lượng của bạn, tùy cái mục tiêu giảm cân của bạn, và tùy cái sức tập, lịch tập của bạn, và những cái mức độ nó ăn giữa cơm, trứng gà và bơ thì nó khác biệt nhau. Tuy nhiên khi mà các bạn ăn nhiều bơ như thế này, nó cung cấp cho bạn những cái chất xơ cần thiết, và cái thể tích của bơ cũng khá là lớn, và nó cung cấp cho bạn cái nguồn năng lượng, cái cholesterol tốt. Và khi cung cấp chất xơ cho cơ thể của bạn, nó sẽ tạo cho bạn cảm giác no lâu. Và khi bạn no lâu, bạn sẽ bớt đi cái nhu cầu ăn những cái đồ ăn khác chứa nhiều calorie. Từ đó nó làm cho cơ thể của bạn giảm cân, giảm mỡ rất hiệu quả. Tuy nhiên nói luôn, đây là một cái chế độ ăn tốt, nhưng không phải là tất cả những gì bạn cần để mà bạn giảm cân. Bởi vì nếu mà bạn ăn như thế này cũng tốt, toàn là đồ hấp luộc thôi, trứng đồ chiên rất là ít dầu. Tuy nhiên nếu mà bạn không tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, và những cái bữa khác bạn ăn bữa sáng như thế này, mà những bữa khác trong ngày bạn ăn quá nhiều đồ ăn chiên xèo béo dầu ngọt, ăn thêm bánh ngọt các kiểu, bạn vẫn mập như bình thường thôi. Và đó là lý do bạn cần xây dựng một cái chương trình tập luyện, xây dựng một cái thói quen ăn uống lành mạnh kết hợp với tập luyện dinh dưỡng đều độ, thì cơ thể của bạn nó mới thay đổi một cách hiệu quả hơn, mới giảm cân tốt hơn, mới khỏe hơn, phòng ngừa bệnh tật tốt hơn. Nhớ nha.